liên quan đến vụ ông sát thủ đốt 7 học sinh ở xã vùng cao Nghệ An. Một em đã tử vong, còn hai em đang rơi vào tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, trên đường từ trường về nhà, 7 em học sinh bản Hùi Khói, xã Mường Tiếp đã bị ông tấn công. 4 trong số 7 em bị thương nhẹ và hiện đã ổn định. 3 em nặng nhất bị ông đốt khắp người đã được chuyển đến Bệnh viện Tây Nam huyện Con Cuông. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu, một em không qua khỏi. Hai em còn lại được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, lọc máu. Hiện đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhập viện trong tình trạng sốc, suy gan, suy thận, suy hô hấp do bị ông đốt hàng chục nốt trên khắp cơ thể. Bệnh viện đang tích cực điều trị cho các em thở máy, lọc máu liên tục. Loài ong đất được mệnh danh là ong sát thủ vì nọc độc nguy hiểm và bản chất hung dữ của chúng. Loài này còn có những hành vi khiến giới khoa học gọi là ong diệt chủng. Trong nọc của loài ong này có các hợp chất gây đau ở người bị đốt, nguy hiểm hơn là làm tan máu và rối loạn đông máu, làm tê liệt hệ thần kinh, hoạt động cơ bắp, gây suy hô hấp, tử vong.